Từ đầu năm 2023 đến nay, việc giá thức ăn cùng các chi phí đầu vào khác phục vụ cho nuôi tôm liên tục gia tăng, trong khi giá tôm lại sụt giảm đã khiến cho người nuôi tôm đứng ngồi không yên vì thua lỗ. Tình trạng này không ảnh hưởng đến việc duy trì sản xuất của người dân mà còn tác động không nhỏ đến mục tiêu xuất khẩu tỷ đô la mà tính bạc liêu kỳ vọng đối với ngành tôm. Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, giá tôm thẻ nguyên liệu thời gian gần đây liên tục sụt giảm. Hiện tôm thẻ loại 100 con một ký, thu mua tại ao chỉ còn 80.000 đồng một ký, giảm hơn 20.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm 2023. Tôm loại 30 con một ký, nếu tôm dập đá, có giá dao động từ 115.000 đến 120.000 đồng một ký, giảm từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký tôm oxy từ 120.000 đến 125.000 đồng một ký, giảm từ 55 đến 75.000 đồng một ký.